Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày mùng 3 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, những luồng gió đông nam dầu ẩm vẫn là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Mặc dù không còn mưa nhiều như 24 giờ trước, nhưng Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa với khoảng thời gian tập trung chính vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ngày còn ở ngưỡng mát mẻ, phổ biến từ 28 cho đến 32 độ. Thưa quý vị và bà con, mưa xảy ra nhiều ở khu vực Bắc Bộ khiến cho các ruộng trồng cây khoai lang kém thoát nước là điều kiện để bệnh thối củ trên cây khoai lang xuất hiện và phát triển, gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng. Để đối phó với căn bệnh này, bà con cần áp dụng một số biện pháp sau: kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, thực hiện tiêu thoát nước cho những ruộng bị ngập, nên quốc vòng cao giáo để thoát nước tốt, có thể bón vôi với liều lượng từ 400 đến 500 kg một hecta để xử lý đất. Bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm hạn chế việc làm tổn thương cho dây khoai vì vì vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào dây khoai qua các vết thương trên dây khoai. Khi thấy bệnh trớn xuất hiện thì giảm lượng nước tưới và khi bệnh nặng có thể sử dụng một số loại thuốc gốc đồng để phun diệt trừ bệnh. Đến với khu vực Trung Bộ, thời tiết tại đây ít có biến đổi đặc biệt trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng trời nhiều mây, mưa rào nhẹ sẽ xuất hiện ở một vài nơi. Sau đó đến trưa, trời giảm mây và có nắng, Mức nhiệt cao nhất thời điểm này tăng lên 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, phần còn lại từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trời phổ biến không mưa, có nắng sớm với nền nhiệt cao nhất tại đây tăng hơn phần phía Bắc, giao động từ 33 cho đến 36 độ. Ở phía Nam gió mùa tây nam hoạt động yếu nên mưa rông tại tây nguyên và Nam Bộ sẽ không xảy ra nhiều như cùng thời kỳ hàng năm. Từ sáng đến trưa trời vẫn xuất hiện nắng yếu gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho đến 34 độ ở Nam Bộ. Tuy nhiên, từ khoảng trưa chiều mai, mây kéo đến nhiều hơn và đến chiều tối, trong mưa rào rải rác trên khu vực với lượng phổ biến từ 5 cho đến 15 mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết mưa nắng đan xen trong ngày sẽ tạo điều kiện để các bệnh trên cây cà phê như bệnh nấm hồng, bệnh rỉ sắt phát triển gây hại. Vì vậy bà con cần chú ý thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm và điều trị bệnh. Ngoài ra thời tiết này cũng khiến sâu bệnh hại mía sinh sôi, phát triển gây bệnh. Trước tình hình sâu bệnh phát sinh, phát triển, bà con khu vực nên thường xuyên kiểm tra dụng mía, phát hiện kịp thời những thay đổi của cây bị bệnh, đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp hóa học phù hợp với đặc thù gây hại của loài sâu bệnh theo như hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp địa phương để trị bệnh. Và ngay sau đây mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho cả khu vực trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Tại phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.